Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Đây là bài viết Trải nghiệm đi mua căn hộ ở Việt Nam của tác giả The Mighty Picky. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Mình thấy hiện nay, ở tuổi tầm 30, có rất nhiều người bắt đầu quan tâm đến thị trường bất động sản. Sự quan tâm này phục vụ cho hai mục đích. Tìm nơi để gia đình có thể sống ổn định, không còn phải buồn phiền mệt mỏi lo lắng chuyện thuê nhà. Tìm nơi để tích lũy tài sản. Các câu hỏi mọi người thường hỏi nhất xoay quanh chuyện đầu tư vào bất động sản là đầu tư vào loại hình nào? Đất, căn hộ, condotel, chung cư mini? Ở đâu? Thành phố, quận, huyện? Bao nhiêu tiền? Lời nhiều hay ít? Mình đã tham gia vào thị trường này từ năm 2019. Các kinh nghiệm mình viết ra thì đều dựa vào những kiến thức thu thập được trong 2 năm qua. Tiền đâu mà đi đầu tư? Thường mình thấy đây là câu hỏi chung của nhiều người khi đọc về các bài viết về đầu tư. Mọi người hay nói vui là ai cũng review trải nghiệm nhà 3 tỷ, 4 tỷ mà không ai nói làm sao có 3, 4 tỷ để mà mua nhà. Để có được tiền tỷ mua nhà ở tuổi 30, nếu không nhờ gia đình giúp đỡ, thì chỉ có cách đi kinh doanh, bán hàng mới có đủ tiền thôi. Khi đi kinh doanh thì thu nhập của một người sẽ không có mức trần, trong khi chúng ta đi làm công ăn lương thì thu nhập sẽ bị bó buộc theo khung của công ty. Nếu có thể tận dụng được tối đa các đòn bẩy công nghệ như các trang mạng xã hội Facebook, Instagram hay là các trang thương mại điện tử Shopee, Alibaba, Amazon, hoặc giỏi hơn là tự tạo ra trang bán hàng của riêng mình, thì thu nhập của một người có thể tăng trưởng vượt mọi sức tưởng tượng. Năm ngoái khi mình viết bài về thu nhập 10.000 đô, bài viết nhận được nhiều sự hoài nghi về sự khả thi và thực tế của điều đó. Nhưng rõ ràng các tin tức gần đây về thu nhập siêu khủng khiếp của những người chưa tới 30 tuổi đã kiếm 200-300 tỷ một năm cho thấy những chê bai phản ánh sự thiếu hiểu biết của cá nhân hơn là tính khả thi của bài viết. Đi kinh doanh, tận dụng các đòn bẩy tài chính, nắm bắt công nghệ để tạo ra nhiều giá trị cho nhiều người là công thức chung để một người có thể nâng cao đáng kể thu nhập của mình. Một cách khác đó là đầu tư nắm giữ các tài sản dễ thu thập được, bao gồm chứng chỉ quỹ, cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tại sao nên khởi đầu với dự án căn hộ? Căn hộ, đất hay nhà? Đó dường như luôn là câu hỏi muôn thuở của bất kỳ ai muốn đầu tư vào bất động sản. Khoảng 10 năm trước đây thì ba loại tài sản này có phân bậc rõ ràng. Rẻ nhất luôn là căn hộ, tiếp đến là đất, nhà là mắc nhất. Ở đây đang so sánh trong cùng một khu vực. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đang trở nên xáo trộn rất mạnh. Cùng là diện tích 100m², nhưng tại những điểm nóng ở Sài Gòn, chưa chắc một căn hộ đã rẻ hơn đất. Mặc dù vậy, bỏ qua phân khúc siêu sang, siêu cao cấp, đối với những người thu nhập trung bình khá có số vốn khởi đầu khoảng 3-500 triệu thì căn hộ luôn là lựa chọn hợp lý nhất vì những lý do sau đây. Căn hộ trung cấp vẫn rẻ hơn so với đất. Ở các vùng ngoại ô ở Sài Gòn vẫn có những căn hộ giá bán khoảng 30-35 triệu một mét vuông. Tiêu biểu như quận 12, Gò Vấp, Bình Chánh, tức là một căn hộ giá một phòng ngủ tầm 50 mét vuông sẽ có giá vào khoảng 1 tỷ 6 đã gồm thuế phí. Thanh toán cho dự án chung cư nhẹ tiền hơn so với mua đất. Những ai chưa đầu tư bất động sản bao giờ khi nghe đến những căn hộ trị giá 1 tỷ 8 đến 2 tỷ đều cảm thấy là quá tầm với. Thực chất, khi tham gia dự án căn hộ, người mua sẽ không đóng tiền nguyên một lần mà sẽ chia theo đợt, tùy chủ đầu tư. Bên cạnh đó, đa số các dự án hiện nay đều liên kết với ngân hàng và có chương trình vay ân hạn nợ và gốc. Người vay ngân hàng sẽ được hỗ trợ tài chính không phải trả nợ và gốc trong vòng 12 đến 18 tháng, có dự án là 24 tháng. Ví dụ vào tháng 1 năm 2021, bạn tham gia mua một căn hộ chung cư trị giá 2 tỷ. Trong vòng 1 tháng, bạn sẽ đóng 25% giá trị căn chung cư là 500 triệu. Sau đó, ngân hàng sẽ thanh toán 70% còn lại cho chủ đầu tư. Bạn sẽ không phải thanh toán gì cho ngân hàng trong vòng 18 tháng tiếp theo. Đến tháng 8 năm 2022 thì mới phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.
Ngoài ra, trước tháng 8 năm 2022, bạn có thể thanh toán bớt nợ gốc, ví dụ như là thanh toán thêm 200 triệu. Điều đó giúp giảm mức lãi phải trả. Căn hộ dễ thanh khoản hơn. Nếu bạn đã mua căn hộ và rồi cảm thấy không ưng ý với lựa chọn của mình, việc bán ra một căn chung cư thì nhìn chung là dễ hơn so với đất. Điều này cũng đúng với cho thuê. Cho thuê chung cư nói chung bao giờ cũng dễ hơn là cho thuê đất hay thuê nhà. Như vậy, ưu điểm lớn của chung cư nằm ở dòng tiền, vốn là thứ mà nhà đầu tư ít vốn thường bị kẹt. Mọi người hay so sánh đất và chung cư theo góc nhìn mức sinh lời và bỏ qua yếu tố dòng tiền. Thậm chí, ngày mình dẫn người thân bạn bè lên thăm căn hộ mới của mình, có người đã nói rằng: "Vì từng này tiền tao có thể mua miếng đất rộng hơn ở quê ngay sau nhà đấy, kinh doanh bãi đỗ xe, ngon lành." Ok, nhưng mà lấy sẵn đâu ra 3 tỷ để mua miếng đất đấy? Và đến lúc mình gom đủ 3 tỷ rồi thì miếng đất đấy còn có giá 3 tỷ hay không? Các quy trình đi mua căn hộ. Có hai kiểu mua căn hộ. Một là bạn mua trực tiếp từ chủ đầu tư, hai là bạn mua lại từ người khác. Mình thì mua trực tiếp từ chủ đầu tư nên gọi là F0. Khi mua thì mình phải trải qua các quy trình sau. 1. Đóng tiền cọc. Bước này chỉ có với những dự án chưa mở bán. Số tiền cọc cho căn hộ thường rơi vào mức khoảng 50 triệu. Căn hộ hạng sang thì số tiền có thể là 100 triệu. Khi đóng tiền cọc, bạn có thể đóng qua một sàn môi giới hoặc là đóng tiền cho sàn giao dịch trực tiếp từ chủ đầu tư. Thường tiền cọc sẽ được hoàn lại nếu bạn không mua căn hộ. Tùy chính sách của chủ đầu tư mà bạn có thể cọc được nhiều căn hộ hay không. Khi bạn đóng tiền cọc, mình phải nêu nguyện vọng muốn mua loại căn hộ nào. Studio, một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Ngoài ra, ở dự án có nhiều tòa nhà, mình phải nói rõ là mình muốn căn ở tòa nào. Mình không được chọn tầng. Lúc này bạn chỉ biết thông tin chung về dự án như là gồm bao nhiêu tòa nhà, nằm ở đâu, có bao nhiêu căn hộ. 2. Ngày mở bán. Đây là ngày bạn sẽ đóng thêm 10%, đã tính luôn số tiền cọc trước đó. Ngày mở bán là ngày mà chủ đầu tư công bố giá bán cho các căn hộ. Thông thường chủ đầu tư sẽ không mở bán hết một lượt, họ sẽ bán theo nhiều đợt, mỗi đợt vài tầng. Ngày mở bán sẽ là ngày cực kỳ sôi động nếu bạn tham gia vào các dự án đông khách hàng như là dự án của Vingroup, Novaland, Phú Mỹ Hưng hay là Eco Park. Tình trạng một căn hộ đẹp được dành nhau bởi cả chục người sẽ là như cơm bữa. Môi giới của bạn sẽ gửi cho bạn vài căn hộ theo đúng nguyện vọng ban đầu để bạn lựa. Và bạn phải đưa ra quyết định thường là trong vòng một ngày. Lúc đó bạn sẽ biết chính xác căn hộ bạn mong muốn giá bao nhiêu và bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là lấy, hai là không lấy. Lúc mình mua căn hộ Vingroup, mình chỉ có 4 lựa chọn. Căn giá rẻ thì vị trí không đẹp, căn đẹp thì vị trí mắc, căn vừa đẹp vừa rẻ thì nằm ở góc xấu. Nói chung là đủ thứ. Mỗi căn chênh lệch nhau từ 100 đến 150 triệu. Các dự án hot hơn thì chủ đầu tư sẽ chảnh yêu cầu người mua bốc thăm. Ví dụ như tại một dự án của Master Rise, những ai đặt cọc với nguyện vọng căn 3 phòng ngủ, họ sẽ đến bốc thăm ở rổ hàng căn 3 phòng ngủ. Khi bốc thăm xong, người đó sẽ biết được vị trí của căn, giá bán bao nhiêu. Sau đó họ chỉ có vài phút hoặc là một tiếng để quyết định xem có chấp nhận hay không. Có người cọc 100 triệu may mắn bốc được căn hộ đẹp đã nhanh chóng giao bán sang tay lấy cọc ăn chênh lệch 100 triệu, tỷ lệ sinh lời là 100%. Trường hợp bạn không chấp nhận thì bạn sẽ bỏ qua và đợi lượt bán sau. Nếu bạn cọc 3 căn thì bạn sẽ được bốc thăm 3 lần. Trường hợp bạn chấp nhận, bạn sẽ làm văn bản thỏa thuận mua bán, khác với hợp đồng mua bán, và chuyển tiền 10% giá trị căn hộ bạn vừa chọn. Thường là phải chuyển trong 24 giờ. Cũng trong lúc này, bạn sẽ chọn hình thức thanh toán. Một là bạn đóng tiền luôn 95% cho căn hộ, khi đó bạn được chiết khấu giảm giá khoảng 5-7%. Hai là bạn chọn đóng theo tiến độ, ví dụ cứ 2 tháng thì đóng 10% căn hộ. Ba là bạn chọn vay ngân hàng để hưởng ân hạn nợ gốc và lãi suất. Tất cả mình đều chọn 3. 3. Ngày ký kết vay. Nếu bạn chọn phương án 3 thì bạn sẽ phải qua ngân hàng làm việc để vay. Mức vay tối đa là 70% tổng giá trị căn hộ và tối đa trong 20 năm. Thường các dự án sẽ được bảo lãnh bởi một ngân hàng và quy trình đều đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này bạn đúng nghĩa rơi vào tình trạng ai bảo gì bạn làm đấy.
bạn sẽ phải ký rất nhiều giấy tờ. Mình phải nhờ bạn sales lật trang dùm để ký luôn đấy. Khâu khó thường nằm ở phần thẩm định. Sau đợt khủng hoảng nhà ở năm 2010-2012 thì phía ngân hàng đã siết chặt việc cho vay hơn. Không còn chuyện bạn chỉ cầm một cái sổ đỏ là có thể làm hồ sơ vay ở nhiều dự án khác nhau. Bạn sẽ cần chứng minh được dòng tiền. Nếu độc thân thì phải có giấy chứng nhận độc thân của chính quyền, phải kê khai các tài sản nếu cần thiết. Nhân viên ngân hàng đã đến tận nhà mình để kiểm tra tài sản và đối chiếu hồ sơ. Theo kinh nghiệm mình thấy thì bạn hoặc là vợ chồng bạn cần có tổng mức thu nhập, tức là lương cộng thu nhập thêm bên ngoài, hàng tháng vào khoảng sau để vay được 70% giá trị căn hộ trong vòng 20 năm với tình trạng lịch sử tín dụng tốt. Giá trị căn hộ tầm 2 tỷ trở xuống, thu nhập là khoảng 22 đến 25 triệu. Giá trị tầm 2 đến 3 tỷ, thu nhập là khoảng 25 đến 40 triệu. Giá trị tầm 3 đến 4 tỷ, thu nhập trong khoảng 40 đến 60 triệu. Phong cách làm việc ở Việt Nam thì khá là thoáng. Các nhân viên ngân hàng sẵn sàng có nhiều cách để giúp bạn đẹp hồ sơ, vì họ cũng muốn bạn vay được tiền. Họ thường sẽ làm vậy cho những căn hộ giá trị vừa phải, tầm dưới 3 tỷ, và lương của bạn đã ngấp nghé ở ngưỡng có thể vay được. Ví dụ, yêu cầu thu nhập 25 triệu một tháng, bạn chỉ có 22 triệu một tháng, thì họ có thể chỉ bạn nhiều cách để giúp hồ sơ đạt chuẩn. Ví dụ, nhà bạn có xe hơi thì có thể làm giấy tờ cho thuê xe để tăng mức thu nhập trên giấy. Việc thẩm định tài chính kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Ngân hàng phải làm khá là nhanh để còn kịp giải ngân chuyển tiền cho chủ đầu tư. Nếu ngân hàng làm chậm hơn, chuyển tiền chậm thì bạn sẽ bị phạt, có thể là tiền hoặc là cắt giảm thời gian hỗ trợ cho vay. Còn nếu ngân hàng từ chối cho vay thì bạn buộc phải đóng tiền đầy đủ theo tiến độ mà chủ đầu tư yêu cầu. Bản thân mình từng bị phạt giảm thời gian cho vay 3 tháng do phía ngân hàng giải ngân chậm. Như vậy, người mua nhà phải đóng 25% giá trị căn nhà. Ngân hàng giải ngân đóng 70% còn lại. Còn 5% thì khi nào nhà ra sổ hồng sẽ đóng. Bạn sẽ ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư khi đã đóng đủ 25%. Một dự án chỉ được ký hợp đồng mua bán khi đã đủ giấy tờ pháp lý đầy đủ theo yêu cầu của chính quyền. Khi đã có hợp đồng mua bán, bạn có thể chính thức giao dịch bán lại căn hộ cho người khác một cách hợp pháp. 4. Ngày bàn giao nhận nhà. Trong các hợp đồng mua bán, chủ đầu tư sẽ ghi rõ ngày bàn giao nhà và cho giao trễ tối đa 180 ngày, tức là 6 tháng. Trường hợp xấu là chủ đầu tư giao nhà trễ quá 180 ngày, bạn sẽ có hai lựa chọn: trả lại nhà cho chủ đầu tư, nhận lại toàn bộ số tiền đã đóng và một ít tiền bồi dưỡng, tức là tiền lãi tính trên số tiền đã đóng. 2. Là chờ đợi tiếp. Trong thời gian chờ, chủ đầu tư có thể gửi bạn một ít tiền lãi dựa trên số tiền đã đóng. Các thỏa thuận này thì là tùy thuộc vào chủ đầu tư. Thường các chủ đầu tư lớn đàng hoàng thì sẽ làm như vậy, còn chủ đầu tư nhỏ thì mình không rõ. Khi căn hộ đã hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ gửi email hoặc là gọi điện báo cho bạn để bạn chọn ngày nhận nhà cũng như là giấy tờ cần mang theo. Bản thân mình thì đi nhận nhà thường dẫn theo bạn môi giới ban đầu, có cả một anh bạn kỹ sư của mình đi theo. Đi kiểm tra nhà thì mình hay kiểm tra chính là điện và nước cũng như các chỗ sơn trên tường xem có thấy nứt gì không. Bạn nên xả nước mạnh xem nước có thoát tốt hay không. Đau đầu với pháp lý. Pháp lý vẫn là một vấn đề đau đầu ở Việt Nam, mặc dù nó đã khá hơn so với 10 năm trước. Hiện nay đa số các dự án đều có ngân hàng bảo lãnh và có các cam kết rằng nếu có biến cố xảy ra khiến chủ đầu tư không hoàn thành được dự án thì sẽ có bồi thường. Tuy nhiên, điều đó vẫn không giúp giải quyết triệt để được tình trạng chủ đầu tư làm sai bị phạt. Vấn đề thị trường Việt Nam là khi chủ đầu tư làm đúng thì mọi thứ lại quá lâu. Nếu chịu khó theo dõi kỹ tin tức trong 2 năm 2019 và 2020 thì các bạn sẽ thấy một dự án rất khó để được cấp đủ giấy phép. Trong 2 năm đó, chính quyền trung ương liên tục mạnh tay thanh tra sai phạm đất đai. Điều đó dẫn đến việc bộ phận lãnh đạo địa phương bị tê liệt, hoảng sợ, không dám ký các văn bản quan trọng. Lý do không dám ký là vì họ sợ chịu trách nhiệm, sợ bị phạt từ những lỗi không ngờ tới. Sự chậm trễ này dẫn đến việc triển khai dự án chậm tiến độ, trong khi chủ đầu tư vẫn phải trả lãi ngân hàng đều đều. Điều đó dẫn đến phương châm làm việc, làm trước xin lỗi sau. Đó là chủ đầu tư phải tìm nhiều cách lách luật để có thể vừa xây dựng vừa xin phép. Từ năm 2019 trở về trước,
việc lách luật có thể dễ hơn. Như nhiều dự án của Novaland xây nhà xong vẫn chưa ký được hợp đồng mua bán, tức không cho phép chuyển nhượng. Nhưng sau này càng ngày càng chặt. Khó khăn pháp lý này dẫn tới việc các dự án bị kẹt trên giấy hoặc đang xây thì bị kẹt. Dự án mình đầu tư vào thì không cái nào là không bị chậm, cho dù các chủ đầu tư ở đây đều là hàng đầu của cả nước. Khi mình tìm hiểu thì được biết, lúc nào cũng bị thiếu một tờ giấy gì đó khiến cho họ bị chậm, không làm nhanh được. Và đó là mình đã may mắn hơn những dự án khác không kịp làm giấy tờ pháp lý, bị kẹt hơn cả năm trời. Do đó, với những bạn mới tham gia vào bất động sản, tốt nhất là dành thời gian tìm hiểu về sự uy tín của chủ đầu tư. Và trường hợp dự án của mình gặp khó khăn thì nên tìm hiểu nguyên nhân trước khi vội vàng nhận định rằng chủ đầu tư này lừa đảo. Nên nhớ ở Sài Gòn, số dự án bị ngâm 5-10 năm chưa xong đầy như nấm mọc sau mưa, từ dự án cầu đường, bệnh viện cho đến dự án nhà ở. Nền kinh tế đi xuống, giá nhà đi lên. Năm 2020, mình chỉ đầu tư thêm một căn hộ hồi đầu năm, rồi ngồi nhìn thế giới đảo điên vì Covid-19. Khi dịch bùng lên ở Việt Nam vào tháng 3 và tháng 4, ai cũng nghĩ rằng thị trường bất động sản sẽ lao dốc. Nhưng thật bất ngờ đó là các dự án mở bán mới giá tăng cao chóng mặt và số người mua cũng không hề ít. Căn hộ mình mua ở quận 9 vào năm 2019 có giá bán khoảng 30 triệu một mét vuông. Vào nửa cuối năm 2020, những căn hộ xây sau đã được mở bán với giá 40 đến 50 triệu một mét vuông. Mọi người lúc đó nói đùa rằng đây là giá quận 2, view sông Đồng Nai. Với việc giá nhà tăng phi mã như vậy đã tạo ra sự phân cách lớn giữa giàu và nghèo. Giá nhà đang rơi vào vùng lửng, quá cao cho người thu nhập trung bình và thấp, nhưng vẫn vừa phải cho những người thu nhập cao, tức là hơn 30 triệu một tháng. Tuy nhiên, bù lại thì do đại dịch nên lãi suất cho vay mua nhà cũng giảm theo nhiều, không còn mức trên 10% như những năm trước nữa. Có nhiều lý do để giá nhà tăng như vậy, mình tổng hợp lại. 1. Thủ tục pháp lý quá rắc rối. Là một dự án nhà đã rắc rối, làm dự án nhà ở xã hội càng rắc rối hơn do cần nhiều giấy tờ hơn. Điều đó dẫn đến việc dự án triển khai bị chậm trong khi chủ đầu tư vẫn phải trả nợ cho ngân hàng. Chi phí đội lên này, chủ đầu tư chuyển sang cho người mua nhà, khiến người mua nhà phải gánh. 2. Nguồn cung bị ít. Vì lý do thứ nhất dẫn đến việc số lượng nhà cung cấp ra thị trường không đủ, dẫn đến việc nhu cầu mua ở vẫn cao hơn số nhà mới bán ra. Việc cầu cao hơn cung đã thúc đẩy giá nhà đi lên trong nhiều năm liên tục. 3. Xây nhà cao cấp, hạng sang, bán lời hơn nhà giá rẻ. Chính phủ liên tục nói hỗ trợ xây dựng nhà giá rẻ, nhưng chỉ thấy hỗ trợ trên giấy, giống trường hợp heo giá rẻ bán trên TV. Chủ đầu tư khi làm dự án nhà ở xã hội sẽ phải hoàn thành rất nhiều thủ tục, thậm chí nhiều hơn cả xây dựng nhà ở thương mại. Bên cạnh đó, họ lại bị giới hạn lợi nhuận. Cả hai yếu tố này dẫn đến chi phí đội lên cao, mà giá bán ra thì lại phải thấp theo quy định. Ví dụ tiêu biểu cho việc hỗ trợ trên giấy được báo Kinh tế Đô thị đưa tin vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Luật nhà ở quy định trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, mua, bán. Nghị định 100 cũng hướng dẫn trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo quy định về tiền thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành. Tuy nhiên, thực tế, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn mức thuế doanh nghiệp xây nhà ở cho thuê chỉ ưu đãi 5% thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế suất 10% thuế thu nhập doanh nghiệp. Horea, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sự vận dụng chính sách thuế này không tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội cho thuê. Điều đó khiến họ nản và không muốn làm mảng này. Tự lực cánh sinh. Năm 2021 không rõ sẽ có diễn biến như thế nào. Liệu sẽ có một dịch bệnh mới bùng phát hay là người ngoài hành tinh sẽ đổ bộ xuống trái đất? Hy vọng họ nói tiếng Anh như trong phim. Tuy nhiên, nếu có một điều mà chúng ta học được trong năm 2020, đó là những thứ chúng ta tin tưởng là vững bền, thực chất lại không hề bền vững như chúng ta nghĩ. Điều đó tạo ra động lực cho chúng ta phải tự lực cánh sinh, phải tự tìm ra được những cơ hội mới, những tài sản mới để bảo vệ bản thân lúc khó khăn. Tài sản tăng giá vì chúng được nhiều người mong muốn sở hữu.
và nhà ở là một trong những số đó. Mình không thể khẳng định được là chúng ta có đang trải qua một bong bóng bất động sản hay không. Không ai có thể đoán được bong bóng cả. Chúng ta chỉ biết một thứ là bong bóng sau khi nó đã đổ vỡ. Năm nay giá trị các tài sản có thể vẫn tiếp tục tăng cao, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, tiền điện tử. Nếu bạn đang may mắn sở hữu được một trong những tài sản đó ở thời điểm hiện tại này, hãy tận hưởng khi còn có thể. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment hỏi mình ở phía dưới. Một bài viết này không thể tóm gọn đủ được hết mọi khía cạnh của thị trường. Chúc may mắn! Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh. Bye!